Hơn 600 đại biểu vừa tham dự hội nghị thông tin thời sự quý 3 năm 2024 do Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức. Ông Trần Văn Tám, Phó Bí thư Đảng ủy khối chủ trì hội nghị. Các báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ đảng viên của các chi đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được thông tin về quan điểm chủ trương đường lối của Đảng đối với công tác tôn giáo, dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế nổi bật trong thời gian qua. Đây là hoạt động thường xuyên của Đảng ủy khối nhằm kịp thời tuyên truyền và định hướng dư luận, thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn khối.